Có một câu chuyện cảm động về lòng trắc ẩn của một tiếp viên. Trên chuyến xe ấy, bà Trần Thị Rớt, 68 tuổi, tiếp viên xe buýt, đã giúp đỡ một cụ bà khác bị đau khớp mà vẫn phải đi lượm ve chai mỗi ngày. Bà không chỉ giúp cụ lượm ve chai, vác mấy bao ve chai lên xuống xe buýt, mà còn cho bà cụ lượm ve chai vay 1 triệu đồng đi chích thuốc để chân đỡ đau. Nay 18 năm thì cái nghề này nó lưu truyền, nó làm riết là cái nghề xe buýt này nó khó khăn quá, thành ra không có ai dám nhúng tay vô hết, thành ra tôi bắt buộc tôi phải làm thôi, phải đi hoài thôi. Nó không có thay chủ được. Nếu mà nó không khó khăn thì người ta đã thay chủ rồi. Còn này khó khăn quá, đâu có tiền lương từng tháng gì đâu. Phải ra mà lấy đó mà xoay sở thôi. Đầu tiên có thể là tôi có chiếc xe 54, bên tuyến 54 á, vì khó khăn quá, nhà nước nghe trợ giá quá thấp đi. Thành ra coi như chúng tôi sẽ xin qua bên tuyến 14. Tuyến 14 rồi, bây giờ tuyến 14, giờ tôi đổi xe mới rồi. Bây giờ hoàn cảnh cũng khó khăn quá, nhà nước cũng chưa có dòm ngó tới vấn đề tiền trợ giá cao chút xíu. Không ai nhảy nhúng tay vô hết, thành ra cuối cùng phải đi hoài thôi. Vợ chồng tôi làm rồi xong, từ đó mà con tôi bắt đầu nó là tài xế, nó nối nghiệp thêm thôi.